Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã tham mưu đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số ở tất cả các trụ cột và bám sát định hướng xuyên suốt chuyển đổi số năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông là đưa hoạt động của người dân doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, gắn với chủ đề năm 2022 của Đà Nẵng, nằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tổng doanh thu từ toàn ngành công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Đà Nẵng cả năm 2022 ước đạt 34.293 tỷ đồng, đạt 103,4% kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 132 triệu đô la Mỹ, đạt 120% so với kế hoạch, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến tháng 12 năm 2022, 100% dịch vụ công đã được triển khai trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 96%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn thành phố đạt 73%. Tích hợp 1.476 dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP ước năm 2022 là 17%. Số lượng tài khoản công dân số đạt khoảng 43% dân số trưởng thành. Thời gian đến, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai mô hình thành phố thông minh toàn diện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, trong đó ưu tiên khai thác tạo ra giá trị cụ thể từ dữ liệu số để huy động khơi thông nguồn lực mới, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần cải thiện chất lượng phục vụ và công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, hỗ trợ quản lý có hiệu quả đô thị và các nguồn tài nguyên của thành phố, hòa nhập vào mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0 trong doanh nghiệp và xã hội.